Chào các bạn. Xin giới thiệu với các bạn tác dụng của vị thuốc sinh địa theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Vị thuốc sinh địa là rễ củ của cây sinh địa hoàng phơi hay sấy khô. Cây có nguồn gốc từ vùng ôn đới ẩm của Trung Quốc, được trồng ở nhiều tỉnh của nước này. Một số nước khác như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam cũng trồng với quy mô nhỏ. Năm 1958, cây được di thực vào Việt Nam. Hiện nay, sinh địa được trồng ở nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cao Bằng. Cây được trồng ở tỉnh nào cũng được, chỉ cần nhiệt độ không dưới 3 độ C kéo dài nhiều ngày. Tác dụng dược lý của sinh địa Theo nghiên cứu, sinh địa có một số tác dụng dược lý như một, Tác dụng với huyết quản Khi dùng sinh địa với liều lượng nhỏ thì làm co mạch máu, liều lượng lớn thì làm giãn mạch máu, có tác dụng lên tính mạch, làm gây mê động vật thí nghiệm. 2. Tác dụng đối với đường huyết khi dùng nước sắc sinh địa tiêm cho thỏ thì đường máu giảm xuống, sau 7 giờ mới trở lại bình thường. Người ta cho rằng trong cây sinh địa có một loại chất tan trong nước, có phản ứng trung tính, màu vàng nhạt giống như dầu, có thể chứa nitơ và sung phua làm giảm đường máu. Ngoài những tác dụng trên, sinh địa còn có các tác dụng khác như cầm máu, ức chế quá trình hình thành kén của một số loại vi trùng, một số tác dụng khác như cường tim, hạ áp, cầm máu, bảo vệ gan, lợi tiểu chống phóng xạ, chống nấm. Dược liệu cũng có tác dụng ức chế miễn dịch kiểu corticoid nhưng không làm ức chế hay gây teo tuyến thượng thận. Công dụng của vị thuốc sinh địa theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, sinh địa là vị thuốc có, tính vị, ngọt, đắng, lạnh, quy kinh tâm, can, phế, tác dụng, thanh nhiệt lương huyết, dưỡng âm sinh tân, chỉ định, chứng nhiệt nhập doanh huyết, miệng khô, lưỡi hồng dáng, sốt cao, hôn mê. Thường dùng cùng Huyền Sâm như Bài Thanh doanh thang, điều trị ôn bệnh giai đoạn cuối, sốt chưa dứt, âm dịch hao tổn, đêm sốt ngày lạnh, lưỡi hồng, mạch sắc thường dùng cùng với Miết Giáp thanh cao, chi mẫu như Bài Thanh doanh Miết Giáp thang. Chứng huyết nhiệt vong hành, ban trần, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, băng lậu, đều dùng tươi như Bài tứ sinh hoàn. Chứng tân dịch hao tổn, nội nhiệt tiêu khát, thường dùng cùng Sinh Hoàng kỳ, điều trị ôn bệnh thương âm trường táo tiện bí thường phối hợp với huyền sâm mạch môn như bài tăng dịch thang chú ý những người ăn uống kém khó tiêu nên thận trọng khi dùng sinh địa trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc sinh địa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video